Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó chúng ta lại gặp nhau và hôm nay là ngày 7 tây tháng 7 năm 2021 Là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Bây giờ đó là khoảng 7 giờ 48 phút tối giờ Cali Có nghĩa là bây giờ đã là ngày thứ năm ngày 8 tây tháng 7 tại Việt Nam rồi Thì Hôm nay thực là muốn mang đến những thông tin nổi bật trong ngày với các bạn. Thì trước hết chúng ta cũng sẽ nói tới cái tài liệu liên quan đến giá cả của Bitcoin, chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin như là liên quan đến sàn Binance, chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan đến crypto.com, chúng ta nói tới thông tin liên quan đến Argentina, Ấn Độ, vân vân và nhiều những thông tin thú vị khác. Nhưng mà trước hết nhìn vào giá cả thì chúng ta thấy là giá Bitcoin bây giờ là 33.363 thì trong khoảng thời gian đã 2 tiếng vừa qua đã thấy cái giá ông định lại nhưng mà trước đó là 1 2 3 4 5 6 tiếng đồng hồ, giá cây bịch hồi đi xuống từ cái mức là 34.700 xuống tới mức thấp là 33.118 ngày hôm nay. Bây giờ đã ổn định lại ở mức là 33.376 vẫn trên 33.000. Và thực ra mà nói đó tuy là ngày hôm nay có cái sự đi xuống giá nhưng mà ngày hôm qua lại có sự tăng giá thì thật ra giá cả các bạn cũng đã biết là vẫn tiếp tục đi trong phạm vi từ 30 tới 40.000 thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin xuống một chút thì những đồng khác cũng có cái sự đi xuống tương tự phần lớn ngày hôm nay là một màu, màu đỏ nhưng mà phần lớn là màu đỏ nhạt như là không đi xuống nhiều lắm chúng ta nhìn vào những đồng lớn ngày hôm nay thì uh, thực ra không có những nơi nào gọi là đi xuống quá mạnh chúng ta thấy được là đồng xuống mạnh nhất trong cái thấp 10 đó chính là đồng Dogecoin xuống 6% còn lại thì xuống cũng tương đương như là Bitcoin xuống là trừ 1,5% như là Ethereum hay là trừ 3,6% như là XRP hay là trừ như là Cardano phần lớn cũng tương đương như Bitcoin mà thôi trong vòng 24 giờ qua đó thì chúng ta có những cái đồng cũng có sự tăng trưởng mạnh như là các bạn thấy được là đồng Flow tăng 48,9% đồng Stack tăng 20,4% Axie tăng 19,1% và về phương diện xuống mạnh đó cũng không có đồng nào có là xuống quá mạnh các bạn thấy được là KuCoin cool Token thì tuy là trong vòng 24 giờ đã xuống 12,9% nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua vẫn tăng 67%, 6%. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thuyết mà cũng được đề cập đến nhiều ngày hôm nay. Đó chính là cái thuyết của William Clemente ở trên Twitter. Và cái thuyết này đó chia sẻ một cái biểu đồ trên màn hình các bạn đó. Trước hết các bạn cần nên hiểu biểu đồ này đó. Ở phần bên dưới này các bạn thấy được là có giá cả của Bitcoin từ lúc mà Bitcoin khoảng chừng là 600 đô cho đến lúc Bitcoin là 64.000 đô. Và những cái thanh mà màu cam các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, những cái thanh này đó chính là cái số lượng giao dịch ở trên mạng lưới của Bitcoin. Chúng ta không nói tới cái volume ở trên những cái sàn giao dịch mà đây là cái số lượng mà giao dịch được lưu lại trên mạng lưới blockchain của Bitcoin. Thì cái mà biểu này muốn chỉ ra được đó, các bạn thấy được đó là khi mà chúng ta nhìn vào những mức giá mà có những cái thanh màu cam này cao đó là những mức giá nào? Như là các bạn thấy được là những cái mức giá như là cái thời điểm là từ 3.000 khoảng chừng là 3.200 đô cho đến thời điểm là khoảng chừng là 11.000 đô thì trong phạm vi này cái bạn nhìn thấy trên màn hình đó phạm vi từ 3.000 cho đến 11.000 là phạm vi chúng ta có rất là nhiều những cái thanh màu cam này rất là cao. Có nghĩa là trong khoảng cái phạm vi giá này có rất nhiều giao dịch Bitcoin có nghĩa là rất nhiều người cho là đây là cái dùng mà nhiều người rất cứng hứng thú muốn giao dịch thì chúng ta thấy được là bây giờ đó thì ở thời điểm mà giá hiện tại đó là khoảng chừng 34 ngàn thì đây là cái thời điểm dựa theo lịch sử của Bitcoin trước đây đó mức giá là cái mức giá cao nhất từ cái lúc mà chúng ta thấy là 10.300 đô có nghĩa là các bạn thấy là cái thời điểm từ cái 3.000 cho đến 11.000 nó giao dịch nhiều thì cũng không vừa là lạ tại vì đây là cái thời điểm mua đông crypto trong phạm vi này nhưng mà nhiều người cho là cái tài liệu cho thấy được là có rất nhiều những giao dịch xoay quanh cái mức là 34.000 đô 33.000 đô có nghĩa là đây là mức giá mà nhiều nhà đầu tư rất con thú thì điều này có nghĩa là gì nhiều người cho đây có thể là những dấu hiệu cho thấy được là cái mức giá 33 34.000 là cái mức giá mà nhiều người cho là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể từ đây để mà gây dựng một nền tảng tích lũy rồi chúng ta sẽ có sự tăng trưởng từ đây. Đây là điều mà nhiều người nghĩ đến khi mà chúng ta nhìn video này nhưng mà cũng được chia sẻ rất nhiều cho nên thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ tài liệu này với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái tài liệu khác nữa trên màn hình nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và như mình nào mà chưa có theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể theo dõi uh, Telegram channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần cáp video thì ở bên dưới có cái link với những cái chi tiết như là các bạn có thể giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào những dịch vụ đặc biệt là các bạn có thể tìm hiểu những cái tín hiệu trade hợp tác giữa kênh thuần cap review. Chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này cũng như là các bạn có thể tìm thấy những cái thông tin chi tiết hơn ở phần cuối của video. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói thêm về những thông tin đã bật ngày hôm nay. Có thể các bạn nhìn thấy rất là quen tại vì chúng ta đã từng nhìn những cái biểu đồ tương tự rất nhiều lần rồi. Đây là cái biểu đồ mà cho các bạn thấy được là những cái đợt tăng trưởng trước đây đó. Cái đường mà màu xanh nhạt này là cái đường tăng trưởng của năm 2013. Cái đường mà xanh đậm này đó là cái đường tăng trưởng của năm 2017 và cái đường màu đỏ là được tăng trưởng hiện tại của năm 2020, năm 2021. Thì đây là cái sự bắt đầu là cái thời điểm mà có cái hiện tượng Bitcoin Haven. Nhiều bạn có biết là Bitcoin Haven là mỗi 4 năm là 2012, 2016 và đương nhiên 2020. Thì tính từ cái Bitcoin Haven đó, đương nhiên biểu đồ này đó là Lock Limit có nghĩa là tính theo cái giá trị tương đối giống như là từ 1.000 lên 2.000 thì cái sự di chuyển trên cái biểu đồ này cũng tương tự như là 10.000 đến 20.000 để các bạn có thể là so sánh cái sự tăng trưởng của đợt này so với những cái đợt trước đây thì chuyện gì đã xảy ra các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng là không có lâu cách đây là khoảng chừng 2 tháng thì chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này nghĩa là tăng trưởng đợt này năm 2021 là nằm chính giữa cái đường màu xanh đậm và xanh nhạt có nghĩa là nhiều người cho là cái đợt tăng trưởng này có một phần giống 2017 có một phần giống 2013 nhưng mà sau cái đợt mà đi xuống giá từ 65.000 xuống tới còn 33 34 000 hiện tại đó thì đường màu đỏ này bây giờ đã nằm bên dưới cái đường mà màu xanh dương có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy được là không giống như 2017 cũng không giống như 2013 nữa mà bây giờ hầu như Bitcoin đã đi theo một cái xu hướng mới rồi đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể thấy được là bây giờ so sánh cái đợt tăng trưởng của năm 2021 này với lại 2017 và 2013 thì khác nhau và giống nhau chỗ nào đương nhiên các bạn thấy được là thời điểm này giá cả hoàn toàn có thể là đi ngược trở lên và kết thúc giống như là năm 2017 hay là từ đây chúng ta có thể đi hàng ngang một thời gian dài thậm chí đi đi xuống không ai biết được cái mà chúng ta cần phải lưu ý là thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn thấy được là không giống như 2007 và không giống như 2013 nữa và như thường đã chia sẻ với các bạn đa thường thì vẫn có quan niệm như cũ đó chính là lạc quan nhưng mà thận trọng lạc quan Tại vì chúng ta vẫn tiếp tục nhận được nhiều thông tin tốt trong thời gian gần đây Thường đã chia sẻ rất nhiều với các bạn hàng ngày Và lạc quan tại vì những cái dấu hiệu on-chain vẫn cho thấy được là những tổ chức đầu tư thích lũy Thường cũng sẽ có thêm một thông tin nữa để mà chia sẻ với các bạn liên quan đến những tổ chức đầu tư Những cái quỹ đầu tư đang thích lũy Bitcoin, đang thích lũy Ethereum Và thân trọng có nghĩa là chúng ta bây giờ thấy là không giống như là đợt tăng trưởng 2017 Không như được tăng trưởng 2013 Không có nghĩa là xấu nhưng mà chúng ta thực sự không biết được là bước kế tiếp Bitcoin sẽ như thế nào. Đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn thông qua cái biểu đồ này. Tính theo đợt tăng trưởng trước đây thì bây giờ chúng ta đã đi theo một xu hướng mới rồi. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một biểu đồ mà cũng rất quen thuộc với các bạn. Đây chính là biểu đồ Stock to Flow của Plan B. Thì cái đường mà màu xanh bên dưới này các bạn thấy đây chính là cái đường chuẩn đoán giá cả của Bitcoin. Đây là biểu đồ mà rất là phổ biến. Đây là một cái mô hình mà rất nhiều người quan tâm đến và những cái dấu chấm màu này đó là giá cả của Bitcoin thì cái mà các bạn thấy rất rõ ràng là bây giờ đó giá của Bitcoin đã đi xuống dưới cái đường chuẩn đoán rồi. Tính theo chuẩn đoán đó thì tới thời điểm này giá Bitcoin đó nếu như đi đúng theo xu hướng của Talk to Flow là giá Bitcoin đã là ở mức là khoảng 77.900. Nhưng mà giá các bạn thấy được bây giờ đó đã là ở mức là khoảng 33 34.000 thôi. Có nghĩa là đã đi dưới cái mức mà mà chứng đoán rồi thì thực ra mà nói đó đi dưới mức hay là đi trên mức chứng đoán đó thì xảy ra rất thường xuyên như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Có rất là nhiều lần cho bạn thấy được là giá của Bitcoin như là cái đây không lâu đó thì giá Bitcoin nó đi trên cái đường chứng đoán. Và bây giờ chúng ta đang nằm ở dưới, có phải là đây là lần đầu tiên chúng ta thấy giá Bitcoin đi bên dưới đường chứng đoán hay không thì không phải khi bạn thấy chúng ta nhìn vào À, thời điểm là tháng 9 của năm 2019 thì cũng có nhiều lần như vậy các bạn thấy được là chuẩn đoán giá là 7.000 nhưng mà giá Bitcoin à, ở thời điểm đó chỉ có 3.500 đô mà thôi có nghĩa là để nằm dưới cái đường màu xanh này thì có phải đây cho là cái thời điểm hồi tháng 9 của năm 2019 có phải nhiều người nói là cái mô hình stock to flow đi phá vỡ hay không đương nhiên không phải các bạn thấy được là nhanh chóng sau đó thì giá đã đi trở lại và chạm vào cái đường chẩn đoán và lại tiếp tục đi theo cái đường này mãi cho đến ngày hôm nay năm 2021 thì bây giờ đó các bạn thấy được là Moonstock flow chẩn đoán là khoảng chừng đầu tháng 9 thì chúng ta sẽ thấy mức giá Bitcoin là khoảng 100 ngàn thì thời điểm này giá Bitcoin có phải là đã phá vỡ cái mô hình Tokyo Flow hay không thì nhiều người vẫn cho là không phải giá Bitcoin vẫn có thể tiếp tục thậm chí có thể kéo dài ra tới năm 2022 nếu như mà giá Bitcoin đi chạm vào mức 100.000 đô năm 2022 thì vẫn có thể là trở lại để mà tiếp tục đi theo cái xu hướng của mô hình Tokyo Flow này cho nên đối với nhiều người bây giờ đang nghe các bạn nhìn thấy những bài viết thì vẫn chưa có bài viết nào dám mạnh dạng nói là giá Bitcoin hiện tại đã phá vỡ mô hình Stock to Flow Tại vì trong lịch sử, các bạn hãy nhìn thấy trên màn hình rất nhiều đợt Là giá Bitcoin đã đi xuống dưới cái đường chuẩn đó Sau đó đã đi trở lên và tiếp tục đi theo xu hướng này Đây là cái tài liệu liên quan đến giá Bitcoin hiện bây giờ So với lại mô hình Stock to Flow Tài liệu kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Thông tin mới nhất của CoinShare để cho các bạn thấy được là hiện bây giờ những tổ chức đầu tư đó họ đang làm gì Thì có thể nhiều bạn cũng đã biết là mỗi một tuần đó, thì công ty CoinShares là một công ty mà thống kê tài liệu đó họ cũng chia sẻ những cái thống kê liên quan đến tuần vừa rồi những quỹ đầu tư họ đang làm gì thì chúng ta nói tới những quỹ đầu tư nào đó chính là những quỹ đầu tư lớn mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc là quỹ đầu tư Grayscale, CoinShares, 2iq, shares Bitwise, Purpose đây là công ty đứng sau lưng quỹ đầu tư Purpose ETF của Canada và chúng ta thấy có công ty ETC Israel và những công ty đầu tư khác thì thống kê sơ bộ đó trong năm 2020 và năm 2021 này Các bạn thấy đây là cái biểu đồ mà có những con số bên dưới 49, 27, 12, 17, 22 và 27 Đây là những cái số tuần trong năm đó chúng ta thì được là số 2 có nghĩa là tuần thứ 2 của năm 2021 Số 7 nghĩa là tuần thứ 7 của năm 2021 Thì bắt đầu từ đầu năm nay cho đến tuần thứ là 19 thì các bạn thấy được là chúng ta có những cái thanh màu xanh đi lên cái xu hướng là lên trên có nghĩa là có tiền đổ vào thị trường này và rất nhiều tiền đổ vào trong thị trường này nhưng mà ngược lại bắt đầu từ tuần thứ 20 là chúng ta thấy cái hiện tượng ngược lại có nghĩa là cái số tiền không những là không đổ vào trong thị trường này đến từ những quỹ đầu tư đó mà còn được rút ra nữa thì chúng ta thấy là tuần 20, 21 thì được rút ra nhưng mà tuần 22 lại có một số tiền đổ vào thì nhiều người à, thời điểm đó cho là có thể đây dấu hiệu tốt nhiều quỹ đầu tư họ đã bắt đầu có lòng tin trở lại đầu tư thêm tiền vào trong thị trường này nhưng mà ngược lại tuần 23, 24, 25, 26, 4 tuần liên tục thì các bạn thấy được là 4 tuần liên tục vừa qua à, đã tiền được rút ra khỏi thị trường này đến từ những tổ chức đầu tư mà chúng ta mới vừa nói tới nhưng mà ngược lại tuần 27 này đó thì lại có hiện tượng là tiền lại được đổ vào trong thị trường này chi tiết như thế nào thì chi tiết là các bạn thấy được là trong những quỹ đầu tư này đó họ đã để thêm vào tổng cộng tuy là chúng ta có những quỹ đầu tư như là Conshare thì đã rút ra 10,2 triệu tuy IQ thì rút ra hơn chừng là nửa triệu nhưng mà lại có công ty 21 shares thêm vào 8,1 triệu Purpose thêm vào 29 triệu và ETC Israel thêm vào 22,5 triệu và những cái công ty khác cộng lại là thêm vào 13 triệu nghĩa là trong vòng một tuần qua thôi đã có thêm 62,5 triệu đầu tư trong những quỹ đầu tư liên quan đến thị trường crypto này và tổng cộng như quỹ này đã bây giờ bọn họ vẫn đang bảo quản đầu tư là 39,9 tỷ có nghĩa là gần như là 40 tỷ đô la trong thị trường crypto này thì con số 62,5 triệu này tôi nhiều rồi đó thì đi vào những quỹ đầu tư nào thì các bạn thấy được là đồng mà được đầu tư nhiều nhất đó chính là đồng Bitcoin 38,9 triệu đô la trong con số 62 triệu thì đương nhiên điều này cũng không gì gọi là quá bất ngờ kế đó là Premium Chúng ta cũng đã biết là Ethereum là một trong những đồng mà đang được nhiều quỹ đầu tư quan tâm đến thì có con số là 17,7 triệu được đầu tư. Chúng ta có những cái đồng khác như là chúng ta có là Polkadot thì đứng thứ ba có 2,1 triệu được đầu tư vào Polkadot trong thời gian một tuần qua và những đồng khác chúng ta có đồng Ripple 1,2 triệu được đầu tư và những đồng khác thì có con số nhỏ hơn. Thì đây là cái thống kê tuần vừa rồi đến từ CoinShare liên quan đến quỹ đầu tư. Thì các bạn thấy được là chúng ta có sự xuất hiện À, trở lại của nhiều nhà đầu tư Bây giờ lại đẩy tiền vào trong thị trường này Hy vọng là chúng ta không có hiện tượng Giống như là cái tuần thứ 22 Khi mà chúng ta thấy là có số tiền đổ vào Nhưng mà những tuần sau đó thì tiền đã được rút ra Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem tuần sau tình hình như thế nào Thường sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn Một cái thuyết mình thường đã chia sẻ à, Cách đây khoảng chừng là hai ngày Thì đây là một cái bản thông báo Các bạn thấy được là từ năm 2000 đó Các ngân hàng lớn đã bị đóng phạt tổng cộng là 6.731 lần đóng phạt tương đương với con số là 332 tỷ USD trong khi mà tổng số vốn hóa của Bitcoin đó chỉ có 652 tỷ mà thôi các bạn hiểu là cái con số mà những hàng lớn đóng phạt từ năm 2000 cho đến bây giờ đó đã là 332 tỷ giống như là phân nửa số crypto này rồi là đóng tiền phạt thôi thì câu hỏi là công cụ nào dùng nhiều nhất cho những giao dịch phạm pháp và coi thường pháp lý vậy Tại lúc nào đó người ta cũng nói là Bitcoin crypto dùng trong những cái việc phạm pháp Thực sự mà nói các bạn thấy được là không phải Cái tiền mà dùng nhiều nhất trong việc phạm pháp đó chính là đô la Và công cụ được dùng nhiều nhất đó chính là thông qua ngân hàng Và chúng ta nói tới ngân hàng lớn như là Bank of America JPMorgan Chase Citigroup, Wells Fargo, Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, Northwest Group, BNP, Credit Suisse. Đây là những công ty mà bị đóng bạc rất là nhiều trong cái thời gian là 20 năm qua cái số tiền đóng phạt bằng phân nửa tổng số vốn hóa của Bitcoin. Cho nên các bạn được nếu nói Bitcoin thị trường chỉ có 652 tỷ mà dùng để làm việc phạm pháp ấy, thì cái số tiền đóng phạt dài năm nữa của những cái công ty à, ngân hàng này đó cũng thấy nhiều hơn tổng số vốn hóa của Bitcoin rồi. Một thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta nói tới thông tin liên quan tới sàn Binance đó chính là nhiều người đó thì nói là Bitcoin là MySpace của mạng xã hội, Kodak của máy chụp hình, Nokia của điện thoại di động nhưng mà thực tế Bitcoin hiện tại đó là thành quả sau nhiều phiên bản trong vòng 40 năm qua. Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình, thực ra như mà nào mà đi tìm hiểu lịch sử Bitcoin cũng đã biết là Bitcoin ngày hôm nay là thành quả của rất nhiều người, rất nhiều những phiên bản trước đó như là uh, chúng ta có Ego, có chúng ta có Bitgo, chúng ta có năm 2006 Liberty Reserve. Đây những cái phiên bản đã thất bại trước đây cho đến cái lúc mà chúng ta thấy được là Satoshi Nakamoto uh, viết ra cái phiên bản hiện tại và hoạt động cho tới bây giờ. Cho nên nếu như nói là Bitcoin là các phiên bản đầu tiên cho nên uh, sẽ là một phiên bản lỗi thời thì không nghĩ như vậy. Các bạn được là trên căn bản Bitcoin không phải là phiên bản đầu tiên mà là tích lũy của nhiều phiên bản trước đây trong vòng 40 năm qua.